Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 3 tháng 12 năm 2021, Kênh Nhà Nông Miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá thanh long tại các tỉnh miền Tây và Bình Thuận để cho bà con mình tham khảo. Trước tiên, kênh xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng với kênh để mang đến những thông tin hỗ trợ cho quý bà con. Mọi thông tin liên hệ đến thương hiệu đèn LED này, bà con vui lòng theo dõi ở trên màn hình ha. Thưa quý bà con, là tình hình giá thanh long ngày hôm nay đó thì vẫn ổn định so với những ngày vừa qua, thì cái mức độ là tăng giảm nó chỉ dao động khoảng là 1.000 đồng ở các khu vực thôi, cái này gọi là chênh lệch đó bà con. Chứ còn giá chung ở của mỗi khu vực mỗi ngày thì là suốt là một tuần nay là không có thay đổi gì hả bà con ha. Thì giá này thì ảnh hưởng rất là nhiều đến tình hình sản xuất và lợi nhuận của quý bà con, bởi hiện nay giá phân bón, giá vật tư đều tăng rất là cao luôn. Nhưng đây là tình hình chung và hầu hết các loại nông sản đều bị ảnh hưởng. Bà con mình cố gắng vượt qua giai đoạn này để chúng ta có thể là chờ đợi những thông tin khả quan hơn sắp tới ha. Rồi, hôm nay giá thanh long ở miền Tây, thanh long ruột đỏ loại 1 là từ 16 tới 20 ngàn, loại 2 là từ 11 tới 15 ngàn, loại 3 từ 6 tới 10 ngàn, hàng giạt từ 2 đến 3 ngàn đồng ha bà con. Thanh long ruột trắng thương lái mua xô là từ 7 tới 13 ngàn đồng. Còn giá thanh long ở Bình Thuận, thanh long ruột trắng bò đẹp là 16 ngàn, 15 ngàn và 14 ngàn. Bò sàng là 14 ngàn, 13 ngàn và 12 ngàn. Hàng giạt có giá từ 2 đến 3 ngàn đồng. Thanh long ruột trắng thương lái mua xô có giá từ 6 đến 10 ngàn đồng. Còn thanh long ruột đỏ hàng đẹp ở Bình Thuận giá về vựa là từ 18 tới 20 ngàn đồng nha bà con. Trên đây là giá thanh long ngày hôm nay, bà con lưu ý là nó sẽ có một cái độ chênh lệch tùy theo mỗi khu vực nữa, khoảng 1-2 ngàn đồng ha bà con ha. Rồi, cảm ơn bà con đã luôn lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Xin cảm ơn và xin chào.